Chào các bạn, mình là Nhẹ Nhàng Đi. Mình đang ngồi đây để chờ khách mời của chương trình ngày hôm nay. Để bước chân vào cái số này của Người Trong Môn Nghề thì mình đã phải rời khỏi thế giới thực, biến thành Nhẹ Nhàng Đi để bước chân vào thế giới truyện tranh. Vì sao á? Bởi vì ngay lúc này mình đang ngồi đợi khách mời của mình, chính là một nhân vật truyện tranh. Vâng, đúng rồi đấy. Khách mời tuần này của chúng ta chính là Mèo Mốc, chú mèo nổi tiếng trong các series Mèo Mốc, Tây Du Hí và còn nhiều tác phẩm nữa. Đấy, vừa nhắc cái mà anh Mèo đã bục cái xuất hiện luôn rồi đây này. Hello anh Mèo, cảm ơn anh đã tham gia chương trình của Nhà Nhẹ ngày hôm nay và trò chuyện với các bạn khán thính giả của Người Trong Môn Nghề. Vâng, chào anh. Chào Andy, chào Andy và chào các bạn khán thính giả đang nghe chương trình. Mình là Mèo Mốc đây. Hôm nay thì anh Mốc đã dám nhận lời tới Nhà Nhẹ thì chắc là anh Mốc không sợ nhẹ đâu đúng không? Có, thực ra là mình sợ nhẹ ra Tết đấy. Sao thế, sao anh lại sợ nhẹ? Tại vì nói chung là những cái con nhện mà to xù xì lông lá thì nhìn khá là ghê. Cho nên là mình cũng rất là sợ những cái con như thế. Thế thì hôm nay anh thấy là nhện em đi không có cái gì ở trong cái anh vừa nói, tức là to và lông lá là anh sợ này. Ừ. Thì anh thấy nhện em đi không to hay là không lông lá? Ok, không lông lá nhưng cũng to. Nhưng mà ok, không sợ lắm, không sợ lắm. Không lông lá nhưng cũng to. Đỡ sợ một tí đúng không anh? Ừ. Đỡ sợ thôi anh không phải sợ đâu. Đấy, và anh cứ bình tĩnh, cứ thoải mái để hôm nay chúng ta cùng ngồi nói chuyện và chia sẻ với các bạn. Ừ, ok. Và vừa rồi thì Andy đã phải hóa thân thành nhện để bước chân vào thế giới truyện tranh để gặp gỡ nhân vật Mèo Mốc. Và hành trình trở thành họa sĩ truyện tranh của Mốc bắt đầu ra làm sao? Chúng mình hãy cùng bắt đầu ngay và cùng trở lại thế giới thực để đến với phần 1 của chương trình ngay bây giờ nha. Đây rồi. Vậy là chúng ta đã bước chân ra về thế giới thực. Uầy, với cái giọng nói và với hình ảnh thực của Andy và anh Mốc ở đây rồi. Giọng không bị méo nữa. Anh Mốc có chia sẻ là nhân vật Mèo Mốc không phải là một nhân vật hư cấu đúng không anh? Đúng rồi. Mèo Mốc là cái con gọi là mascot để thể hiện bản thân mình trong thế giới truyện tranh. Là đã từng có ai gặp anh Mốc ở ngoài đời và nhận xét là anh Mốc khá là giống với cả anh Mốc ở trong truyện chưa? Nghe là có. Kể cả những cái người mà vừa gặp mình lần đầu, những cái bạn bè người thân lâu năm của mình, sau khi mà nhìn Mèo Mốc và nhìn mình thì đều nhận xét là tại sao lại có những cái nét giống, kể cả về hình thể này, rồi đi đứng, biểu cảm, cách ăn nói, nó đều có rất là nhiều nét tương đồng. Thế là thậm chí những cái người mà vừa gặp mình lần đầu thì cũng rất là ngạc nhiên á, và người ta bảo ôi giời ơi, vẽ truyện tranh nhiều có khác, thế là kiểu người ở ngoài đời nhìn cũng không khác gì con nhân vật truyện tranh luôn. Nhìn người ở ngoài đời mà trông cũng như chuyện anh nhỉ? Ừ. Thì em hơi tò mò là anh lấy cái ý tưởng Mèo Mốc ở từ đâu vậy anh? Có phải anh đứng trước gương rồi xong anh hoạt hình hóa bản thân không? Thực ra thì cái con Mèo Mốc đấy thì mình cũng chỉ ban đầu nó rất là thô sơ, hồi đầu nó còn thực ra còn không phải là một con mèo mà mình, tại vì bắt đầu cái tên Mốc thì cái biệt danh của mình hồi, cái nickname của mình hồi hoạt động ở các forum truyện tranh Việt Nam ấy thì nó là Black Mokona, là dựa theo một cái nhân vật truyện tranh mà mình rất là thích. Thì sau đấy khi vào đại học thì cái tên Mokona nó được bạn cùng lớp của mình chuyển hóa thành Mốc. Và thế là mình quyết nghĩ là tên này nghe cũng hay hay. Thế thì mình tạo một cái con mascot dựa theo tên đấy nhỉ. Thế là, nhưng mà ban đầu cái con nhân vật đấy nó không phải con mèo mà nó là đúng nghĩa là một cục mốc luôn, một cái đống bùi nhù. Xong rồi sau đấy thì bởi vì mình cũng khá là thích mèo và nghe mèo Mốc nên cũng dần dần nó thành một cái tên hay hay. Cho nên mình đã sáng tạo ra nhân vật Mèo Mốc. Cái ý tưởng ban đầu thì cũng khá là đơn giản thôi, là cũng chắc là cũng phần nhiều dựa trên nhân vật Doraemon nữa, là một con mèo tròn béo thân thiện, trông rất là thân thiện, có cái mặt nó hơi ngố ngố một chút để gây cười đấy. Còn về màu sắc đen trắng thì thực ra chỉ cũng rất là đơn giản thôi, là vì hồi đầu truyện tranh đen trắng mà, cho nên là mình vẽ nhân vật Mốc hai màu như thế cho nó nhanh. Em có được biết một cái điều đấy chính là anh Mốc không phải là một sinh viên ngành hội họa mà anh Mốc là học ngoại thương, khoa kinh tế đối ngoại đúng không anh? Ừ đúng. Thế thì tại sao anh Mốc lại từ cái con đường học kinh tế lại rẽ sang một phát sáng tác truyện tranh như vậy? Nguồn căn thì ra thì từ trước khi vào đại học, từ hồi năm học cấp 1 rồi là anh đã rất là thích vẽ truyện tranh. Và từ hồi đấy cho đến tận tốt nghiệp cấp 3 xong rồi vào đại học, lúc nào cũng vẽ truyện tranh, vẽ như một cái sở thích thôi, và lại còn tham gia các cái forum truyện tranh nữa.
Cho nên là kể cả vào đại học rồi thì cũng vừa học và vừa ngồi vẽ truyện tranh trong giờ, đương nhiên. Nói chung truyện tranh nó thành một cái đam mê thì anh với mình gắn bó trong suốt mấy chục năm như thế, hàng chục năm như thế. Thì vào cái vào năm 2012, 2011, 2011 xin ạ. Tức là khoảng đại học năm thứ hai thì mình được nhận vào làm thêm ở một cái công ty truyện tranh Việt Nam là Idea Production, thì cũng khá là nổi tiếng thời đấy và cũng rất là háo hức. Thế là cảm giác như kiểu ok, có thể được nhận vào thế này thì chắc là cũng mình cũng vẽ khá là tốt, kể chuyện khá là hay để được nhiều người đón nhận đó. Và cái series truyện tranh Nhật ký Mèo Móc cũng ra đời vào tầm thời điểm đấy, và cũng như nhiều bạn đọc mà đã theo dõi mình từ hồi đầu thì cũng biết là cái series đấy ban đầu nó chỉ vốn là cái truyện tranh đăng trên Facebook cá nhân thôi, nhưng mà không ngờ là lại rất được đón nhận, và sau đấy thì đã mở đường cho mình chuyển qua sáng tác truyện tranh xuất bản tài kỳ ở trên các cái ấn phẩm bằng giấy. Ông và cái mốc thời gian anh vừa nhắc đến là cách đây 10 năm, là có thể gọi là cái cánh cửa đi đến cái công việc sáng tác truyện tranh chuyên nghiệp và trở thành một một người sáng tác truyện tranh chuyên nghiệp của anh là bắt đầu từ cách đây 10 năm. Đúng rồi. Nhưng mà liệu anh có nhớ là anh đã bắt đầu sáng tác truyện tranh từ năm nào không? Tức là những Bắt cái đầu câu chuyện đầu tiên. bắt đầu sáng tác truyện tranh thì mình nghĩ có lẽ là từ khi học lớp 3 hay lớp 4 thì đấy luôn. Nhưng mà thực ra nó cũng đây để mình sẽ kể sơ một chút về cái quá trình bắt đầu vẽ truyện tranh. Thì hồi đầu mình cũng đã thích vẽ rồi nhưng mà cũng chưa vẽ truyện tranh bao giờ cả. Thì vào cái năm học lớp 3 đấy thì Doraemon được xuất bản ở Việt Nam á, thì mình được bố mẹ ông bà mua truyện cho đọc, nhưng mà ở lớp mình thì không phải là bạn nào cũng có truyện để đọc như thế, thế cho nên là ngồi kể mãi kể thì sẽ không thấy hay. Thế là mình đã nghĩ đến việc là vẽ lại theo trí nhớ những cái trang truyện đấy, xong rồi cho mọi người đọc á, và mọi người đọc thì đều thấy rất là thích thú. Thế là sau đấy thì mình cứ vẽ gọi là sao lại cái Doraemon đấy theo trí nhớ của mình để cho các bạn cùng lớp đọc, cho các bạn mà không có chuyện đọc. Về sau thì ở cuối cái mục ở cuối những cái cuốn Doraemon đấy thì luôn có cái mục truyện tranh mà các bạn đọc tự sáng tác. Thế là mình cũng mày mò tự nghĩ ra các cái cốt truyện của riêng mình, rồi vẽ theo dựa theo những cái truyện tranh này, phim ảnh này, trò chơi mà mình chơi ở ngoài đời để lấy ý tưởng, gọi là lấy cảm hứng từ đấy. Nhưng mà trẻ con thì thực ra thì cũng nhanh chán lắm, cho nên là chuyện nào của mình cũng chỉ được khoảng 5-7 chương, 5-7 trang đầu tiên là xong rồi mình sẽ chán mình chạy qua vẽ cái khác. Có lẽ là phải đến tận năm cấp 3 thì mình bắt đầu cố định, mình tập trung vào một cái ý tưởng nào đấy cho mình khai thác nó sâu hơn. Anh đúng là bạn nhà người ta đấy anh ạ, bạn nhà người ta thật sự luôn. Thấy bạn bè không có chuyện thế là mình phải vẽ chuyện cho bạn bè đọc, Tại vì cao kể nhỉ, ra thì mình 10 nghe điểm. được cũng À, không chỉ em hôm nay có những thắc mắc dành cho anh Mèo đâu, mà hôm nay thì bọn em có collect lại rất là nhiều câu hỏi của các bạn cũng có những thắc mắc, và em sẽ đến ngay với câu hỏi đầu tiên của bạn Lê Hiếu. Bạn Lê Hiếu muốn hỏi anh Mốc sâu hơn về cái khoảng thời gian mà anh Mốc chập chững mới bước vào ngành vẽ. Cụ thể bạn ấy hỏi là anh Mốc đã học ở đâu, đã luyện tập như thế nào, đã làm ở công ty nào, và anh Mốc có thể kể kỹ hơn về cái giai đoạn học hành để luyện tập để có được ngày hôm nay không? Câu hỏi nghe rất là kiểu bạn hãy cho tôi biết resume của bạn, tại sao chúng tôi nên nhận bạn vào làm công việc này. Nói sơ một chút về cái quá trình học tập thì như lúc mà Andy cũng có nói rồi là mình từng học ở Đại học Ngoại thương khoa Kinh tế Đối ngoại, thì đấy là từ năm 2010 đến 2014 gì đấy, học về ngành kinh tế. Sau đấy thì năm 2015 đến 2018 thì mình cũng có sang Singapore và học ở LaSalle College of the Arts, là học ngành Design Communication, là ngành thiết kế truyền thông, coi như là thiết kế đồ họa đi. Đó là về quá trình học tập của mình. Về những cái mình học vẽ truyện tranh ở đâu thì thực ra là tự học là chính thôi. Như lúc nãy cũng có kể là bắt đầu là vẽ sao lại các cái truyện tranh mình thích này, xong rồi tự mò mò tìm kiếm, nó là một cái quá trình mà chắc là rất nhiều họa sĩ truyện tranh cũng đã từng trải qua. Đấy là quá trình mà kiểu sao chép bắt chước theo cái nét vẽ mình thích á, xong rồi lọc lọc lọc, lọc dần rồi vẽ sao chép cho tác giả A, xong rồi lọc ra cái mình thích, xong rồi tiếp tục sao chép tác giả B, lọc ra cái mình thích.
gom lại thì cũng dần dần tìm ra được một cái gì đấy tạm gọi là cái nét riêng của mình. Bạn ấy hỏi thêm, bạn ấy hỏi thì tính gì nữa nhỉ? Bạn hỏi là anh đã từng làm công ty nào? Chắc là chỉ gói gọn trong truyện tranh thôi nhỉ? Thì truyện tranh thì thực ra công ty mình làm cũng không nhiều lắm, chỉ có Idea Production là làm thêm hồi học đại học thôi. Còn về sau này thì những cái công việc liên quan đến truyện tranh thì mình đều làm việc với danh nghĩa là tác giả hợp tác với nhà xuất bản đấy, chứ không phải là mình cũng không phải là nhân viên trực thuộc một cái đơn vị xuất bản cố định nào hết. Thì những cái đơn vị xuất bản mà mình đã từng tham gia hợp tác thì có Sky Comics này là cái đơn vị xuất bản đầu tiên của mình, xong đấy thì cũng có Nhã Nam và cũng có cả nhà xuất bản giáo dục nữa, nhưng mà cuốn đấy thì hiện tại thì vẫn đang trong quá trình chỉnh sửa, chưa được xuất bản ngay. Vừa rồi em hỏi là anh đã từng làm ở công ty nào mà anh lại bảo là chỉ nói về truyện tranh hay không, tức là anh có làm những công việc khác thì phải. Đúng, có mình có làm những công việc khác, cũng thực ra cũng ít nhiều liên quan đến truyện tranh đấy, nhưng mà không, thực ra công ty thì lại không làm gì về truyện tranh cả. Ví dụ như là năm 2014, tức là sau khi vừa tốt nghiệp đại học ngoại thương, thì mình cũng nói sơ một chút là trong cái khoảng thời gian năm cuối đấy, năm 3, năm 4 đấy, thì ngoài vẽ truyện tranh ra thì mình cũng bắt đầu mày mò tìm học hỏi thêm một số cái thứ về thiết kế đồ họa, và cũng có như các bạn hay nói vui là cũng có đi thiết kế dạo linh tinh trong quá trình mình đi học ấy. Thì về cơ bản thì thời điểm đấy mình cũng thấy ok, thiết kế cũng mình cũng làm được, cũng làm cũng thích, mà tính ra thì có vẻ là có lúc đấy thì mình nghĩ là có nhiều khách hàng và có nhiều triển vọng kiếm tiền hơn là vẽ truyện tranh, bởi vì thực sự truyện tranh lúc đấy nó vẫn đang dừng lại ở cái mức là sở thích thôi. Thế là năm 2014 thì mình cũng đã đi làm nhân viên thiết kế cho một cái công ty về camera giám sát. Nhưng mà cũng có liên quan một chút đến truyện tranh là bởi vì anh giám đốc bên đấy thì cũng rất là thú vị, là anh đấy muốn làm những cái content quảng cáo cho đối tác và cho các hộ gia đình theo cái hướng là kiểu thân thiện với gia đình, vui nhộn á, cho nên là đấy, những cái quảng cáo đấy thì thường với hình dạng là truyện tranh vui, tranh vui ngắn, thì đó, nó cũng có liên quan một chút đến việc vẽ truyện tranh. Xong đấy thì 2014 là mình ra sách Mèo Mốc, Nhật ký Mèo Mốc tập đầu tiên. 2015 là mình đi học ở bên Singapore, thì quá trình đấy thì mình vừa học và mình vừa tiếp tục vẽ truyện tranh để gửi về Việt Nam xuất bản. 2018 mình tốt nghiệp, 2019 thì mình có làm việc một năm ở bên Singapore, thì công việc một năm ở bên Singapore của mình là làm cho tập đoàn Google. Vị trí thế thì công việc này nghe mọi người nghe qua thì cũng sẽ thấy khá là kỳ quặc, nhưng mà mình sử dụng truyện tranh của mình để dạy cho con AI của Google cách nói tiếng Việt. Thế cho nên là nó cũng khá là liên quan đến truyện tranh, mặc dù là bên đấy chả làm gì về truyện tranh cả. Đó. Tại vì cái đợt đấy thì Google đang triển khai con Google Assistant phiên bản tiếng Việt, con trợ lý Google á, cho nên là cần một cái người mà có hiểu biết về tiếng Việt cũng như khả năng sử dụng tiếng Việt nhuần nhuyễn cả ba miền. Mình là người miền Trung. Đó, cho nên là đã cái background mà họ yêu cầu là hoặc là phải có bằng cấp về ngành ngôn ngữ tiếng Việt, hoặc là có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm trong các mảng mà kiểu ví dụ như là viết nhà văn này, hoặc là nhà biên kịch này, nói chung là cái người mà làm công việc viết lách mà đã có sản phẩm đưa ra công chúng trong 5 năm thì đấy, thì tình cờ mình lại phù hợp với cái background đấy, bởi vì mình viết truyện tranh và cũng đã có kinh nghiệm 5 năm. Và thế là trong cái quá trình làm việc ở đấy thì mình đã dùng truyện tranh của mình để feed cho con Google Assistant đấy, con AI đấy, và kiểu đây là tiếng Việt, học đi, dạng như vậy. Thì đấy là công việc một năm của mình. Sau một năm đấy thì cho đến giờ thì mình cũng chỉ làm các công việc về truyện tranh thôi, sáng tác truyện tranh thôi. Vậy thì đến bây giờ vẽ truyện tranh có phải là nghề chính của anh không? Có thể coi là như vậy. Từ năm 2020 đến giờ thì cái việc viết và vẽ truyện tranh gần như là cái công việc mà toàn thời gian của mình.
Ngoài ra thì cũng như nhiều bạn họa sĩ khác thì mình cũng có nhận thêm, thỉnh thoảng nhận thêm một hai cái dự án làm thiết kế đồ họa nhỏ nhỏ thôi, không không quá nhiều. Nó giống như kiểu là một cái nhỏ nhỏ chen vào giữa các cái thời gian mình vẽ truyện tranh. Ngoài ra thì mình cũng có nhận vẽ một cái số cái comic strip ngắn để quảng cáo cho một cái nhãn hàng nữa. Thì em thấy là bên cạnh những cái tác phẩm truyện tranh ra liên tục của Mèo Mốc trong suốt 10 năm qua nhá, thì cái con đường học hành và sự nghiệp của anh Mèo Mốc dường như là nó có khá là nhiều những khúc quanh thì phải. Như anh kể từ nãy giờ theo trí nhớ của em nhá, thì là anh học ở ngoại thương này. Đấy, xong khi học ngoại thương thì anh có học song song ngành kinh tế quốc tế tại trường đại học Colorado. Đấy. Sau sau khi tốt nghiệp thì anh lại chuyển hướng sang học trường gì nhỉ, em lại quên tên rồi, La cái Salle, La tên nó Salle, hơi khá nhớ, trường La Salle cứ vậy. LaSalle College of Art đúng không ạ, chuyên ngành là Design Communication. Và thời điểm hiện tại thì anh đã có định hướng rõ ràng gì về con đường và sự nghiệp của mình chưa, hay là anh vẫn đang tiếp tục là go with the flow? Ở cái câu hỏi này cũng khá là thú vị. Thực ra cũng nhiều người thắc mắc rồi, là kiểu ok mày học ngành kinh tế xong đấy mày ra làm công việc về, mày học ngành kinh tế sau đấy ra làm công việc về thiết kế xong đấy mày đi học thiết kế, ok chắc là mày xác định theo thiết kế, nhưng mà không, mày lại đi làm liên quan đến viết, dạy dạy AI nói tiếng Việt xong đấy lại quay về làm truyện tranh. Nó là một cái con đường mà như Andy cũng nói nó khá là vòng vèo. Thì thực ra nhưng mà mình cá nhân mình thì không nghĩ là nó là dạng như kiểu là go with the flow, hay là như nhiều người còn thậm chí là có nhiều người cũng cảm thấy như kiểu cảm thấy như kiểu mèo móc, có định kiểu xác định một cái con đường không, hay là cứ chạy vòng quanh như thế bao giờ thì tìm được bản thân á. Nhưng mà thực ra thì cá nhân mình nghĩ là cái công việc vẽ truyện tranh nó là một cái công việc đặc biệt, ở chỗ là không phải là nó không phải là công việc mà như kiểu bạn đến một cái trường dạy vẽ truyện tranh và bạn học các kiến thức về vẽ truyện tranh và cứ thế bạn ra làm nghề á. Truyện tranh nó là một cái, nó cũng giống như mình nghĩ là giống như văn học hay điện ảnh thôi, nó là phản ánh từ cuộc sống mà, cho nên là nó phụ thuộc rất nhiều vào cái vốn sống của cái người người viết người làm ra. Cho nên là những cái quá trình mà mình học ở các trường, ví dụ như ngoại thương chẳng hạn, thì thực ra cũng nhiều bạn từng hỏi là nếu mà được quay lại quá khứ thì có chọn ngoại thương nữa không, hay là chọn một cái trường nào đấy liên quan đến vẽ hơn, thì mình vẫn nghĩ là mình sẽ chọn ngoại thương, bởi vì là nó không phải là cái kiến thức mình thu được ở đấy mà là cái trải nghiệm á, và quan trọng nhất là những cái người bạn, ví dụ như nhân vật con chó, con nhạt hay là con Tida chẳng hạn, những cái nhân vật từ thời đầu tiên đến nhà mốc, thì đấy chính là những người bạn cùng lớp đại học của mình, và cái đấy là cái mà cái mình nghĩ đấy là một cái phần rất lớn làm nên cái bản sắc của truyện Mèo Mốc mà khiến nhiều người đọc thích thú á. Nên là đấy là cái mà mình sẽ không muốn thay đổi rồi. Ngoài ra thì những cái ngành học như kiểu thiết kế đồ họa chẳng hạn, mình thường thì mình sẽ dùng những cái kiến thức thiết kế đồ họa này áp dụng ngược lại vào làm cả truyện tranh nữa. Tương tự như vậy thì sẽ trong quá trình, thực ra là đây là những cái ngành học, những cái môn học chính thống của mình thôi. Còn trong giờ rảnh thì mình cũng sẽ học thêm những cái khóa học linh tinh khác, kiểu khóa học improvise về này kia, tất cả là đều để kiểu cuối cùng đều là kiểu cái kiến thức trong này mình có thể dùng làm gì để cho vẽ truyện tranh được nhỉ chẳng hạn, như thế. Nó là với cả học nó cũng giống như kiểu một cái sở thích phụ nhỏ nhỏ của mình nhé, gọi là giải lao ở giữa những cái đoạn vẽ truyện tranh. Giống như bây giờ thì hiện tại thực ra bây giờ đang rảnh thì mình cũng tranh thủ lên Coursera học về học thêm về UI UX chẳng hạn, mặc dù mình cũng chẳng biết mình có định làm việc gì liên quan UI UX không, nhưng mà mình nghĩ cái này cũng vui vui, học cũng hay hay, mà có khi biết đâu đấy có cái gì đấy liên quan mình có thể áp dụng được vào truyện tranh, bởi vì nó cũng là về trải nghiệm của người dùng và trải nghiệm của người đọc, thì đọc truyện tranh thì nó cũng khá là liên quan mà. Vậy thì ngoài những cái sự thắc mắc, những cái sự tò mò của mọi người về cái con đường của anh đi từ trước đến giờ, thì đã bao giờ anh gặp phải cái sự phản đối của gia đình về cái hành trình trở thành một họa sĩ vẽ truyện tranh như bây giờ không? Nghĩ là cũng giống như nhiều bạn khác thôi, thì gia đình mình hồi từ hồi mình đi học rồi là đã nghĩ vẽ truyện tranh chỉ là một cái sở thích thôi, và cũng thường răn đe mình là kiểu đừng có tốn nhiều thời gian cắm vào đấy mà tập trung học hành đi, thậm chí là học
cấp 2 chẳng hạn thì giáo viên cô giáo dạy văn của mình cô giáo rất là tốt thôi, không mình không có vấn đề, chỉ là cô rất là ác cảm với truyện tranh, cho nên là cái hồi mà thấy mình với một hai bạn nữa trong lớp vẽ truyện tranh thì cô đã kiểu gọi điện về xong rồi bảo với mẹ mình, mắng mẹ mình là tại sao lại cho con đọc nhiều truyện tranh đến nỗi mà nó u mê, bây giờ nó đọc thôi còn không đủ, nó còn phải tự vẽ truyện tranh ra để nó đọc tiếp nữa đấy. Khoảng thời gian khá là khó khăn Nghe với mình. dỗi. Nghe dỗi thật. hoặc là mình lên cấp 3 chẳng hạn, vừa đầu năm lớp 10 luôn, giờ ra chơi giờ nghỉ giải lao thì mình lôi giấy ra mình vẽ truyện tranh, thế là cô giáo chủ nhiệm nhìn thấy, thế xong rồi cô gọi điện về nhà bảo, lại nói với mẹ mình, chị ơi cháu Dũng không biết là có bị tự kỷ hay gì không, bởi vì là giờ ra chơi em thấy thay vì ra ngoài chơi các bạn thì cháu cứ ngồi trong lớp ngồi vẽ. Tôi không hiểu tôi luôn tôi tôi không hiểu lúc tôi chỉ muốn vẽ thôi chứ không vấn đề gì đâu. Ừ đấy thì nói chung là bố bố mẹ mình thì cũng giống các phụ huynh khác thôi, thì cũng có những cái mức răn đe nhất định ở cái công việc vẽ truyện tranh đấy. Thì cũng có một thời gian cuối năm lớp 12 rồi đại học năm đại học năm cuối thì cũng có một cái giai đoạn ngắn là mình quyết định là gần như quyết định là thôi rồi, từ giờ không không vẽ truyện tranh nữa, không vẽ nữa, chỉ tập trung vào học tập làm việc thôi. Nhưng mà cũng chỉ kéo dài được khoảng một tháng hơn là mình đã kiểu không chịu nổi và mình lại phải kiếm cái bước mình vẽ tiếp rồi. Tại đến cái đoạn đấy thì mình nhận ra là vẽ nó giống như kiểu thở ấy, nhưng không thể nào mà bỏ hẳn nó đi được, không thể chịu được. Thì chắc là cũng cái thái độ của bố mẹ mình với việc vẽ truyện tranh thì nó cũng phải đến năm 2014, tức là khi mà sách Nhật ký Mèo Mốc bắt đầu được xuất bản này, xong rồi Vâng. nhìn thấy được là có rất nhiều người lớn và trẻ con thích đọc truyện thì bố mẹ mình mới bắt đầu dần dần cái thái độ với việc vẽ truyện tranh cũng cũng thay đổi dần, cũng không không khó chịu, không cấm đoán nữa. Nhưng mà bây giờ thì cũng vẫn mình biết là vẫn có một chút băn khoăn trăn trở như các phụ huynh khác thôi, bởi vì thấy con không đi làm nhà nước mà lại đi, không đi làm một công việc ổn định mà lại ngồi vẽ truyện tranh thì sở cũng vẫn hỏi thế có lúc nào thì con định đi xin việc ấy, thì phải nhưng mà không Con vẫn đi làm con vẫn mà. đi làm mà. Ừ nhưng được cái là bây giờ thì chỉ hỏi theo kiểu quan tâm thôi chứ cũng không phải là một cái cố gắng áp đặt như kiểu hồi đi học nữa. Cũng cũng rất là may là qua những cái sự phản đối và những cái gọi là chông gai Trông trắc gai. trở mà anh phải gặp từ trước đến giờ, nhưng mà anh vẫn không từ bỏ đam mê mà để đến ngày hôm nay mà anh em mình được ngồi nói chuyện với nhau Ừ. dưới danh nghĩa là em là một MC còn anh là một họa sĩ truyện tranh, rất là may. Rất là may. Vậy thì về em sẽ hỏi anh về quan điểm sáng tác truyện tranh của anh ấy, là anh muốn những cuốn truyện của mình mang tới cho độc giả những điều gì? Câu hỏi cũng khá là hay. Cái quan điểm trong việc sáng tác truyện tranh thì của mình, chúng ta cũng nó cũng qua khá là nhiều bước thay đổi ấy. Cái thời gian đầu mà khi mà mình vẽ truyện tranh, vẽ truyện Mèo Mốc, vẽ cây thư ký thì cái quan điểm của mình thực ra nó cũng khá là đơn giản thôi, là truyện tranh đầu tiên nó phải nó hay và nó vui, nó khiến người đọc cảm thấy vui nhộn. Nhưng mà đồng thời thì từ những cái ngày đầu vẽ truyện tranh thì mình cũng đã đặt ra một số cái luật cho bản thân, ví dụ như là các bạn đọc truyện Mèo Mốc thì cũng biết là mặc dù Mèo Mốc là chuyện gây cười ấy, nhưng mà nó mình cũng không mình tránh không gây cười theo kiểu thô tục hay là nói bậy hay là gì cả, bởi vì thực ra mình biết là Vâng. có rất nhiều trẻ em, có rất nhiều trẻ con sẽ đọc truyện Mèo Mốc bởi vì sẽ nhìn thấy kiểu ấy, chuyện chú mèo chú chó, chuyện động vật ấy, mà nếu mà như thế mà mở ra mà lại nhìn thấy nói những cái chuyện nó quá là thô thì nó sẽ ảnh hưởng tốt đến trẻ con. Và mình cũng rất thích viết chuyện cho trẻ con nữa đó, cho nên mình luôn cố giữ cái sự hài hước của nó ở trong cái gọi là chuyện tranh thân thiện cho mọi nhà ấy. Về sau này thì phản ánh cả trong Mèo Mốc thì cái quan điểm sáng tác của mình là cũng thay đổi dần hơn, đấy là ngoài cái việc gây cười bằng những cái tình huống hàng ngày như thế thì mình có thể lồng ghép thêm những cái giá trị gì vào trong chuyện tranh của mình. Và chắc là đấy là cái cùng cái thời điểm mà mình bắt đầu qua Singapore năm đầu tiên thì bắt đầu chuyện trong chuyện tranh nhiều mốc và bắt đầu lồng ghép những cái câu chuyện về kiểu mốc như thế nào khi
lần đầu tiên ở một mình nơi ở nơi nước ngoài, mà như 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 trong chuyện cũng có nói là nó là ở một cái múi thời gian khác với gia đình luôn, coi như là hai người ở hai bên ở hai thế giới khác luôn. Thì đấy, cái suy nghĩ của những người đi du học, những người ở nước ngoài lần đầu như thế nào này, hoặc là trong cái tập Mèo Mốc Hãy Ngắm Nhìn Bầu Trời thì nó nói về việc là hồi bé thì mình có, ai cũng có những cái ước mơ, ai cũng có những cái đam mê, và sau khi lớn lên thì người ta đánh mất dần cái đam mê đấy đó, hoặc là những cái giá trị truyền thống về ngày Tết của gia đình với nhau đó. Nên là từ năm 2018 đến giờ thì mình cũng có một cái sự chuyển biến nhất định trong việc sáng tác, trong cái việc sáng tác truyện tranh. Đấy là bắt đầu làm thêm những cái tác phẩm mà nó mang tính giáo dục hơn. Ví dụ như là Nào Ta Cùng Ăn Làm Với Nhã Nam thì là nó là một cái cuốn truyện tranh mà nó hơi hơi mang tính lịch sử một chút xíu, nhưng mà nó là lịch sử về 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 ẩm thực, về các món ăn nổi tiếng quanh thế giới. Nhưng mà qua cái chuyện ăn uống đấy thì nó cũng phản ánh ít nhiều những cái chuyển biến trong lịch sử của nhân loại. Hoặc là cái cuốn khác là Ly Và Chũn, Tết Là Nhất Nhất Là Tết chẳng hạn, thì nó lại là về cái góc nhìn về ngày Tết truyền thống của người già và trẻ em, của thế hệ quá khứ và thế hệ tương lai. Nó là những cái như thế, nó bắt đầu mang cái tính chất truyền đạt giáo dục văn hóa nhiều hơn. Thì đấy là cái hướng mà mình cũng mong muốn được tiếp tục làm trong tương lai. Đương nhiên là nó vẫn sẽ không bị quá giáo điều như kiểu sách giáo khoa hay là gì đấy, rồi đọc nó vẫn, đầu tiên nó Vâng. đầu tiên quan điểm đầu tiên thì đọc vẫn là phải vui, phải hay đã, sau đấy thì bắt đầu đến những cái giá trị kia thêm vào để tăng giá trị cho cuốn truyện. Thì qua những chia sẻ vừa rồi của anh Mèo thì em nhận ra cái quan điểm sáng tác của anh là ban đầu anh bắt đầu vẽ truyện là để vẽ cho bạn bè cùng mình thưởng thức cái thú vui đọc truyện đấy, thì nó luôn phải giữ được cái giá trị đầu tiên là phải vui đã. Đúng rồi. Phải vui, phải thú vị. Truyện tranh mà. Đúng. Truyện tranh mà lại khó đọc, lại hơi hơi gọi là buồn tẻ một chút như là sách giáo khoa thì nó đã không còn là truyện tranh rồi, nó đã chỉ có chữ rồi đấy. Anh vẫn luôn muốn là giữ cho những cái câu chuyện đấy nó an toàn và nó gọi là thân thiện với cả tất cả mọi người. Đúng rồi. Từ từ nhá, nãy giờ em hỏi anh hơi nhiều nên là em tí nữa thì em quên mất là vẫn còn các bạn đặt câu hỏi cho anh. Đúng. Ok. Bạn có bạn Hoàng Long Vũ có hai câu hỏi liên quan đến thời gian sáng tác truyện tranh của anh Mèo Mốc. Vậy thì câu hỏi đầu tiên của bạn đấy là anh mất bao lâu để vẽ nên một cuốn truyện tranh? Thường thường là như thế. Anh mất thường là anh mất bao lâu? Em bị nghiệm. Ok. Thường là mất bao lâu? Thực ra thì cái khoảng thời gian này nó cũng khá là, nói sao nhỉ, nó có khác biệt một chút xíu giữa các cái đầu truyện mà mình đang sáng tác. Ví dụ như là cái series Mèo Mốc chẳng hạn, thì nó sẽ thời gian thực hiện một tập sách thực ra là nó ngắn hơn so với việc thực hiện các cuốn khác một chút, là bởi vì cái lý do là chuyện Mèo Mốc thì như các bạn đã biết là lại giải rác trong năm, thì hàng tuần mình cũng sẽ đăng 1 đến 2 mẩu truyện lên trang Facebook Mèo Mốc để cho các bạn đọc miễn phí ở trên đó rồi. Cho nên là khi mà mình chuẩn bị làm một cuốn sách Mèo Mốc mới thì mình cũng sẽ tập hợp lại cả những cái chuyện đã đăng ở trên trên mạng đấy, là nó cũng đã được khoảng đầu được nó chiếm một phần dung lượng của cuốn sách, và cái phần còn lại thì là cái phần mình vẽ mới hoàn toàn. Thì có thể nói là mỗi lần mà mình bắt đầu, ok, bây giờ mình sẽ làm sách Mèo Mốc tập mới ấy, thì mình thực ra là ví dụ sách 150 trang thì đã có khoảng 50 trang, 60 trang là đã hoàn thành từ trước rồi, và mình chỉ cần thực hiện cái 100 trang còn lại thôi thì nó cũng sẽ nhanh hơn. Thì một cuốn Mèo Mốc đấy thì trung bình mình sẽ mất khoảng 2 đến khoảng 2 tháng, khoảng 2 tháng là để hoàn thành hết mọi công đoạn, là từ nghĩ ra các chuyện mới này, vẽ này, tô màu, xong bắt đầu dán trang đánh máy để gửi cho bên cây comic để các bạn tiến hành làm chế bản để xuất bản. Thì đấy, một cuốn Mèo Mốc thì sẽ mất tầm 2 tháng. Còn trường hợp như Tây Du Hí là một cái chuyện mà từ đầu đến cuối là phải là mình vẽ mới và viết mới hoàn toàn, chưa đăng trang nào trên mạng cả. Thì từ cái lúc mà mình bắt đầu set cái lịch là ok, bây giờ bắt đầu làm Tây Du Hí thì sẽ trải qua một vài công đoạn, ví dụ như là phải viết trước nội dung, mình thường phác thảo sơ sơ rất là nhỏ thôi vào một cái cuốn sổ tay, mỗi trang sổ khoảng
6 đến 8 trang truyện nhỏ xíu ở trong đấy để mình xem cái flow của truyện là như thế nào. Xong cái đấy thì mình bắt đầu vẽ phác thảo chi tiết từng trang, phác thảo chi tiết xong thì lại đi nét rồi tô màu rồi đánh chữ rồi làm thêm một vài cái râu ria như kiểu trang phụ lục rồi giới thiệu nhân vật tóm tắt cốt truyện vẽ bìa thì đó. Thì tay du hí nó sẽ rơi vào khoảng 4 đến 5 tháng như xong một tập. Đó thì cái thời gian này là thời gian cũng tương tự đối với các cái chuyện khác, ví dụ như Ly và Chuỗi hay là các cái chuyện khác mà mình đang làm. Đó. Thì Too Long Didn't Read là nếu mốc thì khoảng 2 tháng, còn các cái chuyện khác thì sẽ là 4 đến 5 tháng trong một tập. Và những cái chia sẻ vừa rồi của anh thì cũng trả lời luôn câu hỏi của bạn Thập Bát rồi. Đấy là bạn Thập Bát, bạn có hỏi là anh trung bình mất bao lâu để hoàn thành một cuốn Tây Du Hí, thì anh cũng vừa chia sẻ luôn rồi là hết khoảng 4 đến 5 tháng. Đúng rồi. Đấy. Nhưng mà đấy là khoảng thời gian đấy, khoảng thời gian là anh khoảng thời gian để hoàn thành một một cuốn truyện như thế, thì em có thể hỏi thêm về cái quy trình sáng tác của một cuốn truyện tranh bao gồm từ đầu là anh làm những gì và để đi đến một cái sản phẩm hoàn thiện cuối cùng thì anh phải vượt qua những cái giai đoạn nào không? Ok. Thì như lúc nãy có nói sơ thì đầu tiên sẽ bắt đầu là nghĩ nội dung trước, mình làm một cái dàn ý bằng chữ trước này. Sơ sơ là những cái tình trong tập này sẽ có những cái tình huống gì và nó phải kết thúc ở đoạn nào để nó có cái cốt truyện là có sự phát triển đó. Rồi thì bắt đầu mình lấy sổ tay ra, mình vẽ phác thảo từng cái khung, từng cái trang truyện nhỏ xíu ở trong đấy thôi để xem cái flow của câu chuyện. Bắt đầu đi sâu một chút vào các cái tình tiết, các cái hội thoại của nhân vật, làm thế nào để đưa đẩy cho cái cốt truyện này nó đi một cách nó tự nhiên. Sau khi đã hoàn thiện rồi thì mình cũng đã nắm bắt được là ok, tập này sẽ có khoảng chừng này trang, thì mình bắt đầu vào Photoshop là mình làm từng cái trang, mình vẽ, mình phác thảo chi tiết từng trang một, tức là phác thảo là chia khung xong rồi vẽ phác thảo tỉ mỉ luôn, để sau đấy cái bản phác thảo đấy thì mình dùng bút đen mình đi nét lên, mình vẽ hoàn thiện lên đấy. Vẽ hoàn thiện lên rồi thì lại đến đoạn tô màu. Tô màu thì thực ra thường sẽ mình sẽ có khoảng 1 đến 2 bạn trợ lý phụ mình cái khoản này, để trong khi các bạn tô màu các cái trang cũ thì mình tiếp tục vẽ trang mới, gửi cuốn chiếu như vậy. Vâng. Sau khi đến đoạn công đoạn tô màu rồi hiệu ứng các thứ xong thì đánh chữ, mình gõ lời thoại rồi làm các cái hiệu ứng âm thanh tiếng động ở trong cái chuyện đấy, và vẽ bìa, làm các cái phần râu ria như là trang phụ lục, hồ sơ nhân vật ở trong đó, làm đôi khi là làm cả quà tặng kèm cho tập sách nữa. Xong xuôi hết trình đấy rồi thì là cái bản thảo coi như là đã xong, xong phần 1, trong giai đoạn 1 thì mình đóng gói lại, mình gửi cho bên đơn vị xuất bản, ví dụ như cái Comics hay là Nhã Nam, và bên đấy thì các anh chị biên tập bên đấy thì sẽ đọc đọc kỹ để xem là có lỗi, có một cái lỗi logic nào không, có cái gì nó conflict với các cái đã nói ở tập trước không. Rồi thì những cái cơ bản ví dụ như là lỗi chính tả chẳng hạn, lỗi câu cú chẳng hạn đó, và cũng đề xuất sửa nếu mà cần. Xong xuôi rồi thì mới làm một cái file chỉnh chu, các bạn bên này sẽ làm một cái file chỉnh chu có mã đăng ký này kia luôn, xong rồi gửi cho bên cục xuất bản. Để đấy thì mới là cái đoạn khó khăn nhất, là cục xuất bản thì người ta sẽ đọc duyệt lần cuối để xem là có những cái chi tiết gì cần phải sửa không, ví dụ như là ngôn từ chỗ này quá mạnh hoặc là cái tranh chỗ này không không phù hợp. Thì thực ra là cũng có một cái điểm lợi là với một tác giả mà đã xuất bản nhiều cuốn thì cái quy trình này sẽ trở nên dần dần trở nên quen thuộc hơn á. Và thực ra thì cái khi người ta thấy ok tác giả này xuất bản nhiều sách rồi thì cũng cái quá trình này cũng sẽ diễn ra nhanh hơn là hồi đầu đó. Thì sau những cái bước mà feedback qua lại và chỉnh sửa nếu cần đấy thì bản thảo được duyệt, được cấp phép xuất bản, và các bạn bên đơn vị xuất bản các bạn sẽ gửi cho nhà in. Nhà in thì người ta sẽ gửi một hai trang về, gọi là trang in test á, để xem là cái, bởi vì chuyện tranh in màu cho nên là xem cái những cái file in test này màu sắc nó có ưng ý không, còn nó có đúng với tác giả không, nó có bị quá đậm hay quá nhạt không, thì mình chỉnh sửa lại, mình feedback lại với nhà in cái đấy nữa thì người ta mới in và gia công và đóng gói hoàn thiện, chở khoảng vài nghìn tập sách về và bắt đầu gửi ra các cái cửa hàng, các cái đơn vị phân phối để bắt đầu bán ra thị trường. Nó cũng khá là nhiều bước như vậy. Thì em thấy là bây giờ nhá, nếu như mà bỏ qua cái bước là chờ cục xuất bản approve, chờ cục đồng ý để cho mình xuất bản sách, thì chắc chắn là cái bước đấy là bước khó nhất rồi.
Thì nếu như mà không tính cái bước đấy thì trong cả cái quá trình sản xuất ra một cuốn truyện thì anh thấy bước nào là nó khó khăn nhất đối với anh và đối với cả team của anh? Bước khó khăn nhất thực ra chắc là nhiều người cũng sẽ nghĩ là cái bước nghĩ nội dung là cái bước khó nhất, nhưng mà thực ra với mình thì mình không gặp cái vấn đề đấy lắm, bởi vì mình có một cái đặc điểm tạm gọi là hay cho não chạy đi chơi xa ấy. Tức là trong ví dụ như là xây dù hí đi, ví dụ là vào tháng 6 năm 2021 mình bắt đầu vẽ xây dù hí tập 6 chẳng hạn, thì thực ra là cái nội dung đấy mình đã bắt đầu nghĩ lan man về nó từ cuối năm 2020 rồi. Tức là trong lúc mình làm những cái khác thì mình đầu lúc nào mà đầu óc rành rành ra thì mình bắt đầu nghĩ lan man về xây dù hí là tiếp theo sẽ như thế nào ấy. Cho nên là cái quá trình nghĩ nội dung thực ra nó đã bắt đầu từ trước là rất lâu. Và đến cái lúc mà mình bắt đầu thực sự bắt tay vào làm thì mình mới chỉ là finalize lại những cái ý tưởng đấy thôi. Thì với mình không đến nỗi quá khó khăn. Cái khó khăn chủ yếu chắc là nó mang tính thể chất hơn và physical hơn. Đấy là cái việc ngồi vẽ. Bởi vì càng ngày càng lớn tuổi rồi, càng vẽ lâu càng lớn tuổi thì cái thời gian ngồi vẽ được nó càng ngày càng rút ngắn lại. Mỗi ngày chắc mình vẽ được khoảng 2-3 trang là mình bắt đầu đau lưng đau vai gáy là phải nghỉ. Cái cột sống của chúng ta càng ngày càng không ổn. Đúng rồi, cột sống càng ngày càng khó khăn hơn ý. Thì thực ra đấy là mình cái công đoạn mà mình thấy khó nhất. Để cái khó nhất là bởi vì giữ được cái lịch nó làm đều đặn á, không bởi vì có những ngày sẽ mệt hơn những ngày còn lại nhưng mà vẫn phải vẽ thôi để đảm bảo tiến độ. Thì em thấy là khá nhiều người đặt ra câu hỏi về việc tại sao anh Mốc lại tưởng tượng ra được những nhân vật rất là đáng yêu, những câu chuyện rất là hài hước như thế. Ý tưởng về anh thường thì nó đến như thế nào? Ý tưởng thực ra là như Mèo Mốc thì mình lấy ý tưởng từ những cái sự kiện xảy ra xung quanh mình hàng ngày thôi. Có một cái điểm không biết là điểm may hay là điểm không may nữa là khi đi chơi với các bạn thì mình sẽ thường là cái đối tượng mà bị các bạn bắt nạt theo nghĩa vui thôi nhé, không phải là bắt nạt thật, tức là kiểu bị thường bị đem ra trêu ấy, cho nên là có khá là nhiều cái nguồn tư liệu để vẽ thành truyện tranh từ những cái buổi đi chơi đấy. Và cái việc mình làm chỉ là ok, cái này thực ra buồn cười đấy, là gần như tự cười bản thân rồi, nhưng mà mình sẽ thấy cái đấy buồn cười và mình chép rồi mình nhớ nó lại để về vẽ lại thành truyện tranh. Và mình sẽ đôi khi phóng đại lên một chút xíu cho nó buồn cười hơn. Còn như Tây Du Hí thì nó là một cái truyện tranh chiêu lưu hành động, nói chung là truyện tranh theo kiểu chính thống hơn. Thì cái cảm hứng thực ra mình cũng không rõ nó là từ nguồn nào nữa, khá là khó. Có lẽ là bởi vì mình cũng vốn thích những cái chuyện kể lại những cái câu chuyện chiêu lưu từ lâu rồi. Mình chơi, ví dụ như mình chơi game chẳng hạn, mình cũng rất là thích chơi những game chiêu lưu và muốn kể những cái câu chuyện đấy. Mình cũng muốn sáng tạo những câu chuyện chiêu lưu đấy của bản thân mình để cho người đọc. Cái ý tưởng thì chắc là chỉ là mang cái cốt của nó là Tây Du Ký, nhưng mà thực ra là chỉ giữ lại cái nhân vật thôi và cái khung rất là cơ bản thôi. Còn cái tình tiết và thậm chí là cả background của các nhân vật thì mình cũng đã thay đổi rất nhiều. Nó gần như là một cái phiên bản khác, một phiên bản hiện đại hơn của Tây Du Ký, dạng như của What If ấy. Kiểu tại thế nào nếu thực ra cái sự kiện đấy vẫn xảy ra, nhưng mà nó có một cái nguồn căn khác sâu xa hơn dạng như vậy. Nó là một cái gần như là mình tự thử thách bản thân để xem là mình có thể giỏi chém gió đến mức nào. Trong cái danh sách câu hỏi này em vừa thấy tên của bạn khá là hay. Bạn này tên rất là lâu đài tình ái, rất là thành phố buồn, đấy là bạn Đàm Hưng. bạn Đàm Hưng đặt cho anh Mốc một câu hỏi như thế này, đấy là anh có thể chia sẻ cách mà anh xây dựng và sắp xếp các ý tưởng làm để làm ra một cốt truyện hay được không, và anh có những cái tips nào để giúp cho những người làm cốt truyện khiến nó trở nên hay hơn và thu hút hơn để cho người đọc được không? Bởi vì bạn ấy còn nốt vào đây là bạn ấy rất mê cái chuyện Tây Du Hí của anh. Này giống em phết. Ok. Thì làm thế nào để cho cái cốt truyện nó hay, nó hấp dẫn hơn? Thì thực ra như lúc nãy thì mình nói về cái công đoạn
quy trình sáng tác Tây Du Hí chẳng hạn, thì mình cũng có nói là đầu tiên là mình làm một cái dàn trước, là sẽ có một vài cái sự kiện cơ bản là như thế như thế như thế ABC ở trong cái tập truyện này, và khi mà đấy là cái dàn cơ bản thôi. Mình biết là trong tập đấy mình muốn có những cái tình tiết như vậy, vậy thì làm thế nào để đi từ A đến B, làm thế nào để đi từ B đến C, thì đương nhiên là phải từ nhân vật rồi. Nhân vật, các cái nhân vật của mình thì mình luôn luôn viết cái cốt truyện theo cái gọi là nói là mình hòa thân, thực sự là mình phải có một chút tưởng tượng để mình hòa thân vào làm nhân vật đấy. Những cái mỗi cái nhân vật đấy đều nó đều có một cái tính cách đặc trưng mà. Cho nên là mình sẽ hòa thân một chút vào các cái nhân vật đấy và tự tưởng tượng xem ok, nếu là nhân vật với tính cách như vậy, khi vào tình huống này thì người đấy sẽ phản ứng như thế nào. Ví dụ như Tôn Ngộ Không thì sẽ nóng tính hơn là Đường Tăng, hoặc là Chư Bát Giới thì sẽ nhút nhát hơn một chút. Thì những với ba nhân vật đấy cùng gặp một tình huống thì họ sẽ phản ứng khác nhau như thế nào. Và đương nhiên là trong một cái nhóm thì sẽ có một nhân vật có ý kiến mạnh hơn những người còn lại, thì làm thế nào để ba cái nhân vật đấy cùng thống nhất với nhau hoặc là không thống nhất với nhau, thì cái cốt truyện nó sẽ tiếp tục như thế nào. Nó mình cố gắng làm cho nó hoàn toàn tự nhiên hết sức có thể, chứ không không phải là cố đẻ nhân vật là tự nhiên nhân vật này bình thường sẽ không làm thế, nhưng mà đến bây giờ tự nhiên nó lại làm như thế để cho cốt truyện tiếp diễn thì nó sẽ không tự nhiên đó. Và để làm cho nó diễn ra tự nhiên như vậy thì phải làm thế nào, thì trong truyện tranh thì cái công cụ lớn nhất đấy chính là hội thoại. Các nhân vật qua hội thoại, qua tương tác với nhau thì họ thay đổi ý kiến của nhau như thế nào, họ thuyết phục những cái người bạn của mình như thế nào. Và đó, thì những cái đấy là sẽ là những cái mà đưa cốt truyện nó diễn biến tiếp một cách tự nhiên. Thì cái tip của mình chắc là chỉ là như vậy. Bạn tạo ra các nhân vật thì bạn phải có một cái tính cách cụ thể cho từng người, và cho họ tương tác với nhau, cho họ trò chuyện với nhau. Là giống kiểu đánh bóng bàn á, người này đánh qua người kia, người kia đánh lại, đánh qua đánh lại, đánh qua đánh lại, để đưa đẩy cho cái cốt truyện nó đi dần tiếp. Vậy thì đã bao giờ anh Mốc bị rơi vào cái tình huống là gần đến deadline mà bị bí ý tưởng nhá? Thực ra là cũng có. Cái này thường xảy ra nhất là chắc là khi mà mình nhận vẽ comic strip quảng cáo cho các nhãn hàng ấy. Tại vì thường cái deadline thì sẽ gấp, khá là gấp. Cũng có nhiều lần là cùng ngày hôm đấy lại ra buổi trưa là mình phải nộp cái ý tưởng rồi. Nhưng mà đến tận 10, 11 giờ thì đấy mình vẫn đang ngồi gõ đầu viết tay, mình chưa nghĩ ra cái gì hết. Thì cái cách vượt qua ra thì cũng không biết là có giúp ích được cho các bạn không. Nhưng mà cái cách vượt qua thì cũng nó chỉ đơn giản là phải ngồi bình tĩnh lại một chút thôi. Bởi vì thực sự ở cái lúc đấy càng cuống thì nó càng rối và càng khó nghĩ được cái gì đấy hay và khó nghĩ được cái mình cần. Thì chắc là nói trên đây thì nghe, mình hy vọng là không có client hay là không có biên tập viên nào của mình ngồi nghe cái đoạn này, nhưng mà nó giống như kiểu là bạn bạn có hẹn xong rồi bạn bị đi muộn ấy, thì chạy xe trên đường á. Thì cái nếu mà bạn chạy xe trên đường đã bị muộn rồi, bạn cuồng lên bạn cố phóng nhanh vượt ẩu thì nó càng nguy hiểm hơn, mà càng không đến đích được, đúng không? Hoặc là đến đích cũng rất là nguy hiểm. Cái cách xử lý chỉ là thôi thì muộn thì đằng nào cũng muộn rồi, muộn ít hay muộn nhiều thì cũng là muộn ấy. Cho nên là mình chậm lại một chút, mình ngồi bình tĩnh lại một chút, hít thở, uống nước rồi ngồi thư giãn một tí, biết đâu thì cái ý tưởng nó sẽ đến. Thì thường thì nó đúng là như thế thật, nó có ích thật. Thường thì sau khi mình ngồi thư giãn khoảng nửa tiếng một tiếng gì đấy thì cái ý tưởng nó lại tiếp tục nó chảy vào thôi. Và mong là những cái chia sẻ vừa rồi sẽ giúp ích cho bạn Lê Thư, bởi vì đây là câu hỏi của bạn Lê Thư. Bạn Lê Thư hỏi anh là nếu mà bị ý tưởng mà gần deadline, dí gần lắm rồi thì anh thường làm gì? Đấy thì như anh Mốc vừa nói với Lê Thư rồi, đấy là cứ bình tĩnh đã, muộn thì đằng nào cũng muộn rồi, nói bé thôi không, xem em nghe thấy mất. Muộn thì đằng nào cũng muộn rồi các bạn nhé. Đương nhiên là cũng đừng để muộn quá mức thôi. Nhưng mà nếu mà đã muộn rồi thì thêm 1-2 tiếng nữa thì cũng không ảnh hưởng gì đâu. Chúng ta sẽ đi đến với câu hỏi tiếp theo của bạn, mà sau khi em nói tên bạn này ra thì chắc là cũng có khá nhiều người sẽ
sẽ thử search cái tên này trên Google, và bạn này tên là Aoi Mizuto. Bạn đặt ra câu hỏi cho anh là: mình vừa mới quay lại tập vẽ cách đây không lâu, dù là bạn ấy đã gần, ui em xin lỗi là gọi là bạn, bởi vì đây chắc em sẽ gọi là anh hoặc là anh chị này đi, dù đã gần 30 tuổi để quay lại vào nghề, nhưng mà bạn anh đấy đang cảm thấy hơi trễ, và mình cũng muốn vẽ cái style đơn giản và đáng yêu giống như cái artist khác, ví dụ như là anh Mèo Mốc, nhưng mà anh này hay bị ác cảm, bởi vì với bản thân của anh đấy là anh đấy vẽ không được đẹp và vẽ xấu, không như những gì mà người ta tưởng tượng. Vậy thì anh Mốc có lời khuyên gì cho Aoi Mizuto rằng là anh Mốc có từng trải qua cái cảm giác như thế, và anh Mốc có lời khuyên gì về vấn đề này không? Đầu tiên thì mình muốn nói là thực ra thì gần 30 mới vào nghề thì chúng ta cũng chưa phải là muộn lắm đâu. Bởi vì nói chung là mình nghĩ cá nhân mình là ở bất kỳ tuổi nào mà vẫn tìm ra được cái mình thích làm và cái mình đam mê và cố gắng theo đuổi nó thì cũng chưa bao giờ là muộn cả. Bất kể là bạn 30 hay 40 hay 50, chỉ cần mình tìm ra được cái mình thích thôi. Thì về cái băn khoăn của bạn thì là bạn thích vẽ những cái hình tượng nhân vật đơn giản và dễ thương, nhưng mà lại thường bị mặc cảm bởi vì mình sẽ không được đẹp theo ý muốn á. Thì thực ra cái này là một cái mà rất là thường gặp ở các bạn vẽ thôi, cũng không có gì phải đáng lo cả. Có lẽ là bạn có thể đi theo những cái bước giống như mình đã từng làm, ví dụ như là vẽ thì trước khi vẽ và đưa cho người lạ đọc, tức là đăng lên mạng chẳng hạn, hoặc là đưa cho ai đấy khác đọc, thì bạn bắt đầu bằng việc vẽ và cho bạn bè của mình đọc này, bạn thân của mình đọc chẳng hạn. Ví dụ như kiểu bạn, bởi vì mình nghĩ là bạn bè thì thường mọi người sẽ hiểu bạn là người thế nào, hiểu cái chiều hài hước của bạn hơn đó. Thì để đấy là một cái khởi điểm tốt để bạn bắt đầu đưa cái tác phẩm của mình ra, thì cho bạn chọn bạn bè bạn là những người đọc đầu tiên. Đương nhiên là mình cũng từng trải qua cái cảm giác đấy thôi, là cảm giác mà bị mặc cảm bởi vì vẽ không được đẹp, vẽ không được như ý muốn. Thực ra thì đến tận bây giờ thôi, thỉnh thoảng mình sẽ vẽ và mình vẫn vấp phải những cái lúc như thế. Kiểu bởi vì là không phải lúc nào thì mình cũng vẽ được như ý mình muốn, mà sẽ có những cái hình ảnh tưởng tượng trong đầu thì nó luôn luôn hoành tráng và nó ngầu hơn rất là nhiều so với khi nào mình đã vẽ nó ra. Nhưng mà bất kể như thế thì thực ra thì cứ vẽ thôi bạn ạ, không có vấn đề gì cả. Mình nghĩ là khi mà bạn vẽ ra và bạn cứ thấy là thực ra cái này vẽ vẫn chưa được đẹp lắm, vẫn chưa được theo ý mình muốn lắm, thì nó vẫn tốt hơn nhiều so với việc là vẽ xong rồi kiểu ôi trời ơi, mình vẽ đẹp quá, mình vẽ là số 1. Như thế vẫn tốt hơn như thế nhiều, đúng không? Bởi vì khi mà bạn vẫn thấy nó chưa tốt thì bạn vẫn có cái mong muốn học hỏi thêm ấy. Thì cái lời khuyên dành cho các bạn vẽ truyện tranh mà vẫn còn cảm thấy là chưa được đúng ý gì lắm thì cũng nó rất là đơn giản thôi, đấy là cứ tiếp tục vẽ thôi. Cái việc vẽ truyện tranh như mình, cá nhân mình cảm nhận thấy thì đôi khi nó nhiều lúc là chăm chỉ, nó như kiểu cật cù bù thông minh ấy. Bởi vì thực ra khởi điểm của mình vẽ, nếu mà các bạn đọc Nhật ký Mèo Mốc nha, và truyện tranh khác của mình từ những năm đầu tiên, năm 2010 chẳng hạn, thì cũng sẽ thấy nó khác rất nhiều so với bây giờ. Nó đó là một vài cái chia sẻ như vậy. Vậy là qua những cái gì mà anh Mèo Mốc chia sẻ với bạn Aoi Mizuto thì chúng ta đã kết thúc phần 2 của chương trình hôm nay, và chúng ta sẽ cùng đi đến với cả phần 3. Phần 3 này thì trong phần 3 của chương trình thì chúng ta sẽ cùng nhau giải đáp những cái câu hỏi về định hướng nghề nghiệp của các bạn đã gửi tới anh Mèo Mốc trên fanpage của anh, bởi vì anh Mèo Mốc đã có một bài post trên fanpage rằng để hỏi các bạn, muốn các bạn đặt ra câu hỏi cho anh trong buổi talk show ngày hôm nay. Đấy thì chúng ta sẽ cùng đến với những cái câu hỏi này để cùng giải đáp cho các bạn. Đấy, vậy thì đầu tiên em sẽ giúp bạn Lân Nguyễn hỏi anh là muốn làm họa sĩ truyện tranh thì nên học ngành nào và học đại học nào. Vậy thì ngoài ra thì anh Mốc nghĩ gì về cái việc là các bạn
nên học đại học để trở thành họa sĩ truyện tranh hay không, hay là có thể làm theo con đường của anh, đó chính học lòng vòng xong cuối cùng vẫn trở thành họa sĩ truyện tranh. Ừ, ra cái câu hỏi là học trường nào để mà vẽ truyện tranh ấy, thì cá nhân mình thì cũng không rõ lắm, bởi vì những cái năm, cái thông tin của mình nó cũng lâu rồi không cập nhật. Những cái năm trước thì mình nghe nói là một số đại học, ví dụ như đại học Hồng Bàng ở Hồ Chí Minh thì sẽ có cái khoa vẽ truyện tranh chẳng hạn. Ngoài ra thì cũng có nhiều cái trung tâm lớp vẽ truyện tranh khác, nhưng mà để mà thành thực mà nói thì mình cũng chưa gặp một cái người bạn đồng nghiệp nào mà hiện tại đang làm nghề mà làm nghề một cách lâu dài á, và có nhiều tác phẩm đến với bạn đọc, mà mình thực ra là mình chưa gặp một bạn nào làm nghề lâu dài mà học từ các trường hoặc là các cái trung tâm đấy ra cả. Nên là mình cũng không dám khuyên hay là gợi ý các bạn học các cái trường đấy. Nhưng mà mình nghĩ là thực ra thì như lúc nãy mình có nói là truyện tranh là nó là từ đời sống ấy, cho nên là sẽ không có một cái trường cụ thể nào đấy, có cái ngành truyện tranh cụ thể mà bạn vào học là bạn biết mọi thứ về vẽ truyện tranh được. Đương nhiên là sẽ có nhiều thứ về dạy về nhiều thứ về cơ bản hơn, bạn sẽ nắm được cái gốc hơn thì cũng sẽ có ích cho bạn hơn rất là nhiều. Thì nhưng mà cái thông tin đấy thì mình lại không được rõ nhiều lắm, cho nên là rất xin lỗi bạn vì mình không giải đáp được cái câu hỏi này nó cụ thể hơn. Nhưng mà có nhiều bạn vẽ truyện tranh mà mình quen thì mà cũng học cùng trường của mình ở bên Sinh á, học là theo College of the Art á, thì các bạn sẽ học ngành animation, học ngành hoạt hình. Thì thực ra mình cũng thấy hoạt hình và truyện tranh nó cũng có rất là nhiều điểm tương đồng với nhau. Và đấy cũng là một cái lựa chọn không tồi nếu mà bạn muốn học đại học và học một cái ngành gì đấy mà có thể giúp ích nhiều bạn với bạn trong việc vẽ truyện tranh. Nói chung là câu hỏi này cũng khó trả lời phết. Ừ, bởi vì thực ra bản thân anh cũng không biết nhiều về cái này. Nhưng mà anh bình tĩnh, câu hỏi tiếp theo mới là câu hỏi khó này, câu hỏi vừa rồi vẫn chưa khó lắm đâu. Đấy, bởi vì em thấy có rất nhiều bạn, rất nhiều bạn nhé, quan tâm đến vấn đề là thu nhập của một họa sĩ truyện tranh. Đấy, mà em thấy một cái bình luận ở trên fanpage của anh Mốc mà em thấy có khá nhiều bạn vào thả react. Đấy là câu hỏi của bạn Gia Huy Phan. Bạn Gia Huy Phan có hỏi là làm thế nào để trở thành một họa sĩ truyện tranh giàu ạ? Họa sĩ truyện tranh giàu anh ạ. Ok, câu hỏi khó phết. trả lời từng câu một chút vậy thì thu nhập của họa sĩ truyện tranh. Thu nhập của họa sĩ truyện tranh thì mình sẽ nói sơ một chút là với các cái họa sĩ mà có truyện tranh được xuất bản với dạng sách giấy, ví dụ như mình chẳng hạn, thì bạn sẽ được nhận tiền nhuận bút từ đơn vị xuất bản qua một cái hợp đồng. Thì cái tiền bạn thu về trong một tập truyện tranh nó sẽ được tính theo công thức là giá bìa của tập truyện đấy này nhân với phần trăm hoa hồng. Cái phần trăm này thì mỗi đơn vị xuất bản có một cái con số riêng, mình cũng không thể nói cụ thể ra được, và nhân với số lượng bản in, ví dụ như là nếu mốc là nhân 5.000 bản chẳng hạn, đó thì sẽ là giá bìa nhân 5.000 bản để nhân với bao nhiêu phần trăm đấy thì nó ra cái thu nhập của bạn cho một tập truyện tranh. Ngoài ra thì sau mỗi lần tái bản, nếu mà truyện tranh bạn bán tốt, tái bản thì sẽ lại nhận thêm tiền như thế nữa cho những cái số bản tái bản đấy, và như thế như thế. Đó là cái thu nhập dựa trên xuất bản cách giấy. Ngoài ra thì cũng có nhiều cái cách thu nhập khác, ví dụ như là mình có nhận vẽ comic strip cho các nhãn hàng này, hoặc là có nhiều bạn thì vẽ webcomic để đăng lên các cái nền tảng đọc truyện online, thì các bạn ấy cũng sẽ được nhận cái tiền dựa trên phần trăm. Mình nghĩ là dựa trên cái phần trăm mà các cái platform đấy người ta đặt banner quảng cáo á, thì khi người đọc ảnh hoa đọc truyện của bạn thì về các cái quảng cáo đấy thì các cái trang web để thu được tiền là sẽ chia cho bạn một phần đó, và cũng có những cái tiền thưởng nhất định cho các bạn có lượt view cao nữa. Thì đấy là những cái nguồn thu nhập của họa sĩ truyện tranh hiện nay ở Việt Nam mà mình biết. Còn câu hỏi là làm thế nào để trở thành một họa sĩ truyện tranh giàu thì khó. Khó lắm, bởi vì bản thân khó. Bởi vì thực sự mà nói thì bản thân mình cũng chưa giàu, cho nên mình cũng không biết phải làm thế nào nữa. Hoặc là nếu mà em mà được hỏi câu đấy thì em sẽ
khuyên bạn đấy là bạn giàu trước đi rồi bạn trở thành họa sĩ truyện tranh, thì lúc đấy bạn mặc định là một họa sĩ truyện tranh giàu rồi, đúng không? Còn nếu trả lời nghiêm túc hơn một chút thì mình cũng đang đơn giản là mình chăm chỉ cần cù vẽ truyện tranh, và đến mình hy vọng là đến một năm nào đấy thì bắt đầu nó sẽ nổi tiếng hơn nữa rồi chuyển thể thành phim ảnh gì đấy chẳng hạn. Có thể lúc đấy, có thể thôi, có thể là mình sẽ giàu hơn, còn hiện tại thì mình vẫn chưa giàu. Bạn giao uy fan rồi nhá. Thật ra là bạn ấy có thể giúp anh Mèo Mốc trở thành họa sĩ truyện tranh giàu bằng cách là bạn mua sách, mua chuyện của anh Mèo Mốc đi, là anh có tiền và anh sẽ trở thành họa sĩ truyện tranh giàu. Đúng rồi. Đến lúc nào anh Mèo Mốc giàu thì lúc đấy mình sẽ tìm anh Mèo Mốc và hỏi lại giúp bạn câu đấy. Còn bây giờ thì như anh Mèo Mốc vừa nói là vẫn chưa giàu, nên là khó. Mặt khác là ở trên kênh YouTube của Người Trong Muôn Nghề thì có bạn Chaigeako đặt cho anh một câu hỏi. Đấy là một câu hỏi mà nó đầy sự lo lắng, đầy sự không chắc chắn, rằng là bạn ấy hỏi là chỉ có vẽ thôi thì có đủ tiền ăn không anh? May mắn, thực ra mình vẫn thường tự cảm thấy bản thân là một cái người khá là may mắn về việc mình theo cái công việc vẽ truyện tranh này, và nó hiện tại là cái công việc toàn thời gian của mình luôn. Và về cơ bản là cái thu nhập của mình vẫn đủ cho mình đủ ăn, đủ sống, đủ trả tiền thuê nhà, đủ để sinh hoạt, nói chung là khá là bình thường ấy. Nó không cũng không đến mức phải bị fit vào cái hình ảnh là anh họa sĩ nghèo xong rồi ngồi vẽ vừa ăn mì tôm xong vừa khắt tiền nhà của chủ nhà. Được cái may quá là không như thế. Mình vẫn có thể thuê nhà, mình mua đồ bình thường về mình nấu ăn, là mình vui chơi, đi xem phim, đi du lịch. Cho nên là mình cũng thấy bản thân khá là may mắn là như vậy. Thì những cái nguồn thu nhập mà như lúc trước mình có nói là từ sách, từ các bản sách, từ làm quảng cáo, từ làm thiết kế chẳng hạn, thì đã giúp mình như vậy. Và với các bạn đơn giản chỉ là thích vẽ như là anh Mốc, những khoảng đầu thời gian đầu tiên anh vẽ chuyện nhá, thì bên cạnh việc theo đuổi là hướng trở thành một họa sĩ truyện tranh thì còn có những cái hướng nghề nghiệp nào khác mà vừa có thu nhập vừa thỏa mãn được đam mê không anh? Với các bạn thích vẽ thì thực ra cái lựa chọn ngành nghề nó cũng khá là đa dạng đấy. Ngoài vẽ truyện tranh ra thì có rất nhiều bạn khác mà mình quen này, ví dụ như là làm về hoạt hình này. Tuy nhiên hoạt hình thì để làm được thì bạn sẽ cần học bài bản hơn là những cái tự học như vẽ truyện tranh, bởi vì hoạt hình thì nó là một cái quy trình mà có nhiều người tham gia vào hơn, và nó cũng có những cái công thức cụ thể để ra lò một sản phẩm ấy. Thì hoạt hình là một cái lựa chọn này. Hoặc là làm thiết kế thì vẫn có những cái như những cái mình hay làm. Thực ra những cái thiết kế đồ họa mình hay làm thì nó cũng mang tính vẽ minh họa, vẽ theo kiểu cartoon khá là nhiều. Nó cũng liên quan ít nhiều đến cái việc vẽ mà các bạn thích này, hoặc là vẽ minh họa, vẽ bìa sách cũng có luôn. Cái phổ biến nhất mà mình thường gặp ở nhiều bạn thích vẽ trong cái cộng đồng bạn bè của mình mà mình thường gặp nhất thì chắc là công việc là vẽ nhân vật cho game hoặc là vẽ minh họa cho các thẻ bài game rồi. Thì đấy là một cái công việc mà khá là phổ biến và cũng có thu nhập, phải nói là thu nhập khá là cao, khá là ổn định nữa. Và anh còn quên mất là nếu mà các bạn muốn kiếm tiền từ ngành vẽ này thì các bạn có thể giống như anh Mốc và đi dạy Google nói tiếng Việt. cũng đúng. Em thấy cái công việc đấy hay phết, đi vẽ tranh dạy Google nói tiếng Việt. Nó khá là lạ. Nghe đã thấy thú vị rồi anh ạ. Bạn là Chageko, bạn đấy lại tiếp tục đặt cho anh Mốc một câu hỏi nữa, nhưng mà câu hỏi này nghe nó hơi vĩ mô một tí nhá. Đó chính là anh Mốc nghĩ sao về cái triển vọng của ngành truyện tranh ở Việt Nam và làm sao để cạnh tranh với cả những cái ông lớn, những cái nước đã có một cái nền tảng rất là đồ sộ và có những cái tác phẩm rất là đồ sộ của nước ngoài. Đúng, một câu hỏi rất là vĩ mô. Nhiều năm trước thì thực ra cũng có một vài bạn hỏi mình cái câu đấy rồi. Thì vào thời điểm 5-6 năm trước chẳng hạn thì lúc đến mình thực ra cũng thấy
Thẳng thừng mà nói thì mình cũng chưa thấy truyện tranh Việt Nam nó có một cái hướng đi nào nó cụ thể cả, bởi vì kể cả đến bây giờ cũng vậy, nó có khá hơn một chút, nhưng mà về cơ bản thì tình hình chung là cái nền truyện tranh Việt Nam nó vẫn như mình nghĩ, nó vẫn là một cái ngành nó rất là mới, nó vẫn đang, mình coi nó vẫn đang chập chững đi những cái bước đi đầu tiên thôi. Bởi vì như các bạn đọc mê đọc truyện tranh thì cũng biết rồi, cái việc xuất bản truyện tranh Việt Nam thì nó thường khá là ngắt quãng á, nó sẽ có một cái giai đoạn bùng nổ lên một chút, sau nó lại dẹp xuống lắng xuống, mà mỗi lần lắng xuống đấy thì nó cũng khá là lâu, nó cũng phải 5 7 năm, thậm chí cả chục năm sau thì nó mới lại bùng lên một lần nữa và nó lại xuống rất là nhanh. Và để có một cái nền truyện tranh Việt Nam vững vàng để bắt đầu nghĩ đến những cái bước tiếp theo là đi ra nước ngoài, làm thế nào để cạnh tranh với các ông lớn ấy, thì mình nghĩ đầu tiên phải là bao giờ thì sẽ có đủ các cái họa sĩ vẽ truyện tranh ở Việt Nam mà cho ra lò được cái lượng tác phẩm đều đặn. Về thực ra thì mình biết là cái vấn đề nhiều nhất khiến các bạn ngại không không theo truyện tranh Việt Nam chủ yếu vẫn là ở cái tiến độ sản xuất truyện tranh khá là thất thường của các họa sĩ. Ví dụ như là chuyện chỉ ra được tập 1, tập 2 xong thì có thể sẽ là ngưng vô thời hạn luôn. Chuyện 4, 5 tập thì ví dụ chuyện 5 tập ra được đến tập 3, tập 4 xong rồi hai cái tập cuối chẳng hạn thì mãi không đến đâu, thì cũng sẽ khiến nhiều bạn rất là nản lòng. Cho nên là mình cũng biết cái vấn đề đấy, cho nên là cá nhân mình thì khi làm truyện tranh thì cũng cố giữ một cái lịch nó đều 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 á, và luôn cố gắng update với các bạn đọc từ sớm nhất có thể, là tiếp theo sẽ là chuyện gì được xuất bản và chuyện nào còn chuyện kia thì bao giờ được xuất bản chẳng hạn. Thì đấy là một cái vấn đề lớn. Nhưng mà để cho vấn đề ở chỗ sâu xa hơn là để cho các họa sĩ truyện tranh người ta có thể chuyên tâm sáng tác đều đặn hơn, thì câu hỏi tiếp theo đặt ra là làm sao để đảm bảo một cái nguồn thu nhập ổn định cho các họa sĩ. Đấy thì nó thực ra là một cái vấn đề khá là vòng quanh như vậy. Nền truyện tranh không đủ vững vàng thì không có đủ họa sĩ sáng tác đều đặn. Họa sĩ sáng tác đều đặn tại vì là không có một cái nguồn thu nhập, không sáng tác đều đặn vì không có nguồn thu nhập đều đặn. Nhưng không có nguồn thu nhập đều đặn tại vì nền công nghiệp nó vẫn còn chưa, nên cái nền truyện tranh nó vẫn còn chưa vững vàng, nó là một cái vòng tròn luẩn quẩn như vậy. Thì để mà trả lời là cái tương lai nó như thế nào, thực ra một mình cũng không có một cái hình dung cụ thể nào về truyện tranh cả. Hiện tại thì mình vẫn chỉ đang làm một cái việc cá nhân mình làm tốt nhất thôi, đấy là mình cố gắng sáng tác đều đặn, làm ra những cái tác phẩm chất lượng để mỗi lần mà có sách mới ra thì các bạn đọc người ta vẫn hứng thú, người ta đón nhận. Thì mình hy vọng là cái này nó cũng góp phần đặt một vài cái viên gạch nền móng vững chắc hơn cho cái nền truyện tranh mà mọi người đang mong đợi đấy, để các bạn tác giả sau thì người ta sẽ khi bước chân vào cái ngành sáng tác truyện tranh này thì người ta sẽ có những cái hướng dẫn cụ thể hơn, người ta sẽ có cái bàn đạp vững chắc hơn để người ta bước vào dấn thân vào cái ngành này, để góp phần xây dựng cho cái nền truyện tranh này. Rất cảm ơn anh Mèo Mốc đã chia sẻ rất nhiều thứ, rất nhiều câu chuyện từ nãy đến giờ rồi. Em nghĩ là chương trình của chúng ta cũng đã khá là dài rồi. Vậy thì trước khi chúng ta kết thúc chương trình thì anh Mốc có điều gì muốn nhắn nhủ đến các bạn đang theo đuổi ngành họa sĩ nói chung và cụ thể hơn là ngành họa sĩ truyện tranh nói riêng được không? Thực ra thì cái lời khuyên cái này chắc là nhắn chung cho rất nhiều bạn, bởi vì thường xuyên thì mình cũng nhận được nhiều câu hỏi từ vào inbox của fanpage Mèo Mốc, mà là bí quyết để vẽ truyện tranh là gì, làm thế nào để vẽ truyện tranh đẹp, làm thế nào để sáng tác truyện tranh hay. Thì thực ra cái câu câu trả lời nó cũng rất là giản dị thôi, đấy là các bạn hãy cố cứ tiếp tục vẽ thôi, cứ vẽ thật đều đặn. Đọc thật nhiều sách, xem thật nhiều phim, học hỏi thật nhiều cái đấy là những cái cách mà mình đã học hỏi bí quyết để xây dựng cốt truyện này, cốt truyện tranh thật hấp dẫn là từ đấy, từ sách vở và từ từ sách truyện, từ truyện tranh, từ cả văn học, từ cả phim ảnh nữa. Còn vẽ thì thực ra chỉ là vẽ đều đặn, vẽ chăm chỉ hàng ngày thôi. Thì nó rất là giản dị như thế nhưng mà nó rất là hữu hiệu, và nó sẽ bạn sẽ thấy là dần dần thì bạn sẽ tốt dần lên trong cái việc mà mình đang làm, và hy vọng là trong tương lai gần thì các bạn sẽ có một cái bộ kỹ năng đủ đủ cứng để bắt đầu làm cái công việc vẽ truyện tranh mà mình thích, và cũng sẽ được nhiều độc giả đón nhận. Từ nãy giờ qua cuộc
nói chuyện của Andy với cả anh mèo Mốc đây thì chúng ta đã biết được là đam mê của anh mèo Mốc đến từ đâu và nó đã được nuôi dưỡng để có được ngày hôm nay, thì nó đã được nuôi dưỡng như thế nào. Bọn em rất cảm ơn anh mèo Mốc đã đồng ý tham gia vào chương trình của bọn em và có những cái chia sẻ rất là thật lòng, rất là hay ho, rất là đáng yêu, giống y hệt cái nhân vật mèo Mốc của anh ở trên truyện tranh vậy. Và chương trình cũng đã dài và em nghĩ là chúng ta sẽ chào tạm biệt các bạn khán giả và mong là chúng ta sẽ được gặp nhau trong một ngày sớm nhất. Cảm ơn Andy và các bạn vì đã thực hiện chương trình này. Cảm ơn các bạn khán giả nãy giờ đã nghe mình tâm sự kể lể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất như thế. Chào tạm biệt mọi người. Bye bye, bye mọi người. Bye bye. Hẹn gặp lại mọi người trong những số tiếp theo của Người Trong Môn Nghề.